Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 136 vừa chính thức khai giảng với số lượng 79 học viên. Lớp tổ chức theo hình thức không tập trung, mỗi tuần học 2 ngày. Trong khoảng thời gian 16 tháng, các học viên lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 136 được tìm hiểu 5 học phần chính, gồm nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ.